Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài nhảy Dứt tình về với quê hương. Khi thực hiện bài này, chúng ta chỉ thực hiện theo một hướng và gồm có 4 câu nhạc cán. Bây giờ mình sẽ đi trước một lượt cả 4 câu này để cho các bạn theo dõi. Chuẩn bị, bắt đầu. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Chỉ còn 4 câu như thế thôi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng câu nhé. Câu 1 là chúng ta thực hiện câu cha cha mở tiếng. Chúng ta mở sang bên phải trước. Chân trái chúng ta bước lên phía trước, chết một đoạn 45 độ sang bên phải. Tay trái chúng ta đặt ở phần eo, tay phải chúng ta đưa lên cao. 1 1, 2, 3 và 4. Tương tự chúng ta đổi bên với 5, 6, 7 và 8. Chân phải chúng ta đứng chết lên trước ở phía trái. Tay phải chúng ta đặt ở phần eo, tay trái chúng ta đưa lên cao. 5 nhé. 5, 6, 7 và 8. Mình thực hiện lại câu 1. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 2, chúng ta thực hiện câu 2. Đầu tiên chúng ta bước chéo chân trái lên phía trước, sang về phía bên phải. 1, chân về phía bên phải. Nhịp 2, chân phải chúng ta sang ngang bằng với chân trái. Nhịp 3, chúng ta lại bước chéo chân trái về phía đằng sau. Nhịp 4, chân phải lại sang ngang bằng với chân trái. Nhịp 5, chúng ta lại bước chân phải chéo lên phía trước, đồng thời tay trái chúng ta đặt phía trước ngược song song với chân trái, tay phải chúng ta đưa lên cao. 5. Đấy. 6, chân phải dậm tại chỗ. 7 và 8. Mình thực hiện lại câu 2. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy và tám. Câu 3 cũng thực hiện tương tự như câu 2 nhưng chỉ đổi bên các bạn. Câu 3 thì chúng ta lại dùng chân phải bước lên phía trước trước. 1, sau đó chân trái sang ngang. 2, nhịp 3 chân phải bước chéo về phía đằng sau. 3, 4 chân trái lại sang ngang bằng bước chân phải. 5, bước chân trái lên, bước chân phải lên phía trước, thực hiện với tay, tay phải đưa ra phía trước, tay trái đưa lên cao. 5, 6, 7 và 8. Mình thực hiện lại câu 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 4 chúng ta thực hiện bước quay nửa vòng, bước cha cha xoay nửa vòng nhé. Đầu tiên chúng ta bước chân trái lên phía trước, tay phải chúng ta chống hông, tay trái chúng ta quay một vòng, ta quay về phía bên phải để lần lượt về phía đằng sau nhé. 1, 2, 3 và 4. Tiếp tục đổi tay, đổi chân, tay trái chúng ta chống hông, tay phải chúng ta bước lên phía trước, xoay người về phía bên trái để ra đằng sau. 5, 6, 7 và 8. Đấy các bạn ạ, chỉ gồm có 4 câu chưa rất là đơn giản. Chúng ta cứ tập 4 câu này hết lần nọ đến lần kia cho đến khi chúng ta kết thúc bài hát. Chúc các bạn sẽ tập bài rất là nhanh, nhớ nhanh cuộc và nhảy đẹp. Chào các bạn.